Sân nhà của đương kim vô địch thép xanh Nam Định là sân vận động Thiên Trường. Ở mùa giải này, Thiên Trường đã không còn là sân bóng có sức chứa lớn nhất. Nằm ở phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, sân vận động đa năng này được xây dựng từ năm 2000 đến 2003 với chi phí 75 tỷ đồng. Lần gần nhất sân Thiên Trường được cải tạo là vào năm 2021. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thiên Trường khoảng 20.000 khán giả.